tin liên quan đến cái công ty Dominion, công ty đã chế tạo ra các máy kiểm phiếu. Thì tại cái tiểu bang rất là quan trọng, tiểu bang Georgia, thưa quý vị, hiện nay đang xảy ra cái sự việc mà kiểm phiếu lại, và cái cơ quan mà bầu cử tại tiểu bang Georgia thì vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, họ đã lắp đặt lại một số những cái máy kiểm phiếu của công ty Dominion tại một số khu vực. Trong khi đó thì bà luật sư Sidney Powell, bà cũng rất là lo ngại về cái vấn đề này, khi mà các cơ quan bầu cử của tiểu bang Georgia họ có những cái hành động đi lắp đặt những cái máy mới ở những cái khu vực bầu cử, thì họ lo sợ rằng là các dữ liệu ở các máy cũ đã bị xóa bỏ đi, thay đổi, thì họ không còn tìm kiếm ra được những cái chứng cứ cho các phụ kiện của họ. Thì bà đã yêu cầu một cái lệnh cấm tạm thời đối với tòa án của tiểu bang Georgia chống lại cái sự việc mà cơ quan bầu cử của tiểu bang này hiện tại đang đi lắp đặt lại các máy bầu cử Dominion, tại vì họ không muốn các dữ liệu bị mất hoặc là bất cứ một cái sự việc gì thay đổi đối với các máy này. Và đầu bản tin chúng tôi có nói rằng một số những cái máy server computer của Dominion, người ta tới người ta nói rằng là cái software bị hư, nhưng mà họ khiêng luôn cả cái máy đi luôn. Và hiện tại bây giờ bà luật sư Sidney Powell, bà cũng không biết những cái máy này ở đâu, và chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai bà cũng sẽ yêu cầu tòa án đưa ra cái lệnh là phải đi kiếm mấy cái máy này lại để họ đem ra tòa để mà tìm kiếm những cái bằng chứng. Ngoài ra thì thưa quý vị, bà Sidney Powell bà nói rằng là đây là một cái vụ gian lận bầu cử nghiêm trọng và lớn nhất trong lịch sử mà cả thế giới chúng ta hiện nay đang chứng kiến. Bên cạnh đó thì còn có những cái máy một của công ty Dominion mới lắp đặt trở lại để mà họ bỏ phiếu lại thì cũng đã gặp rất nhiều những cái trục trặc về kỹ thuật. Và bà Sidney Powell bà nói rằng tại sao những cái máy này là mấy cái máy mới toanh, họ mới mua, họ bỏ ra hàng trăm triệu Mỹ kim cho những cái tiểu bang chiến địa này để mua các máy móc dụng cụ cho công cuộc bầu cử này, mà tại sao bây giờ nó lại hư như vậy? Đây là một sự việc mà không thể nào mà chấp nhận được. Ngoài ra thì tại tiểu bang Georgia này họ đã có một cái chương trình liên quan đến cái lệnh cấm tạm thời để mà lắp đặt những cái máy mới hoặc là di chuyển xây dựng cho đến ngày 4 tháng 12 tháng này. Và thưa quý vị, một số những cái máy kiểm phiếu này sẽ được đặt lại vào cái ngày 30 tháng 11 vừa qua để mà họ sử dụng trong sự việc mà kiểm phiếu lại, trong cái yêu cầu chiến dịch bên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, họ yêu cầu phải kiểm phiếu lại, cho nên những cái máy này đã được lắp đặt lại vào ngày 30 như chúng tôi đã nhắc. Ngoài ra thì những người mà thăm dò các cuộc bầu cử này thì họ báo cáo, họ nói rằng hiện tại họ rất là lo ngại, tại vì nếu mà có các sự thay đổi này thì chắc chắn những cái dữ liệu trong các máy computer cũ sẽ bị thay đổi hoặc là bị xóa đi hết. Và ngoài ra thì những người thăm dò này họ hỏi các người nhân viên thì họ nói rằng là những cái dữ liệu này có thể đã bị xóa đi trước đây rồi, chứ không phải là đến bây giờ mà chúng ta cần phải lo ngại. Thưa quý vị, thì những cái điều này rất là nguy hiểm, nó làm mất đi cái giá trị của cái system, cái hệ thống bầu cử của nước Mỹ. Nói về chính phủ của Tổng thống Donald Trump và bản thân của Tổng thống Trump, thì ngày hôm nay Tổng giám mục của Hoa Kỳ ông ta đã có thêm một cái lá thư thứ ba mà ngài viết cho Tổng thống Donald Trump, và ngài có những cái lời nói rất là khích lệ. Ngài nói rằng là con sẽ không bị đánh bại, tức là Tổng thống Donald Trump sẽ không bị đánh bại, và hãy cầu khẩn Đức Chúa Trời để mà có một cái sự bình yên. Cựu đại sứ của Tòa Thánh Vatican ở Hoa Kỳ và cũng là cựu tổng giám mục danh dự của thành phố Urbana là ngài Carlo Maria Vigano, thì ngài đã công khai cái bức thư thứ ba mà ngài đã viết cho Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 11 vừa qua. Ngài tổng giám mục ngài đã đăng một bức thư ngỏ cho toàn bộ những người công giáo Hoa Kỳ và trên thế giới, và tất cả những người dân Hoa Kỳ nào mà thiện chí ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump và bản thân của Tổng thống Donald Trump. Thì đức giám mục ngài đề nghị các người giáo dân, nhất là những người mà dân Hoa Kỳ thiện chí và Tổng thống Donald Trump, hãy nên cầu khẩn vị vương chủ tối cao, tức là vua của tất cả các vị vua, để mà cứu rỗi nước Mỹ trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn hiện nay. Và ngài nói rằng đây là một cái điều mà không thể nào mà thiếu cho cái sự chiến thắng của Tổng thống Donald Trump.
Ngài Vigano, Ngài viết tiếp theo rằng là chúng ta hãy nên cầu nguyện vua của các vị vua để mà cứu rỗi đất nước. Thì cái lời cầu khẩn này sẽ được đền đáp, và cái lời cầu khẩn này của Tổng thống Donald Trump sẽ chạm đến trái tim của vị vương chủ, và Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được một cái sự ban ơn gấp bội lần từ thiên đường. Và chưa bao giờ Tổng thống Trump sẽ gặp được những cái ân sủng này. Ngoài ra thì Ngài Tổng giám mục Vigano, Ngài cũng đã lên án những cái hành vi gian lận lớn trong cái cuộc bầu cử Tổng thống năm nay của Hoa Kỳ. Và Ngài nói rằng Tổng thống Trump là một người Tổng thống vĩ đại nhất từ trước cho đến nay, và Tổng thống Trump sẽ không bao giờ bị đánh bại. Và tất cả những người tốt trên thế giới hãy nên cầu nguyện cho Tổng thống Trump để ông ta có thể đánh bại kẻ thù của Thiên Chúa. Ngoài ra thì thưa quý vị, trên thực tế thì trong vài tháng vừa qua chúng ta đã và đang chăm chú vào những cái tin tức rất là rắc rối phức tạp ở khắp mọi nơi, trong đó bao gồm những cách mà bên Đảng Dân Chủ họ thao túng, hoặc là những công ty truyền thông lớn họ kiểm duyệt tất cả thông tin, những cách mà họ che đậy những cái chứng cớ vi phạm luật pháp trong cái cuộc bầu cử năm nay, và những cái bằng chứng không thể nào mà chối cãi được. Thì tất cả những cái điều ở trên đó là những cái tội ác theo lời của Đức Tổng giám mục Vigano. Thì Ngài nói tiếp rằng chúng ta đã thấy rằng có một cái chính phủ ngầm, họ đã tổ chức những cái cuộc bạo động để mà đánh phá xã hội của chúng ta, tổ chức những cuộc gian lận bầu cử, những cái cuộc bầu cử tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Mỹ đã xảy ra, và chúng ta, chính phủ Donald Trump phải tìm mọi cách để mà đánh bại, tại vì ông là một người cương quyết phản đối những cái mà thế lực trong bóng tối và những cái thế lực mà muốn lập lại một cái trật tự thế giới mới. Và Ngài nói rằng trong cái cuộc chơi này thì Tổng thống Trump, ông ta sẽ không bao giờ bị đánh bại, cũng giống như là một cái nghĩa vụ thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã dành cho Tổng thống Donald Trump. Và những người nào mà bị những cái thói quen xấu mà làm nô lệ cho những cái thế lực mà evil, thưa quý vị, thì chắc chắn trong tương lai sẽ gặp một cái hậu quả rất là đen tối, tại vì Tổng thống Donald Trump đã được cái sự ủng hộ của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đây là một cái lá thư thứ ba rất là hay đã viết cho Tổng thống Donald Trump. Đó là cái điều mà chúng ta cũng phải lưu ý, là chính cái tiểu bang chúng ta đây này, nó đang muốn chúng ta đi vào vòng nô lệ. Vì thế luật lệ mà ra cái này ra cái kia hoài, đó, nó đi theo con đường đó, nhưng mà để mình thấy đó, tức là muốn đi theo cái con đường bắt mọi người vô kỷ luật, vô một cái xã hội như là chúng tôi hay nói đó, sau 75 đó. Thành ra là quý vị cũng phải coi chừng, có những lúc quý vị phải can đảm, mỗi người đều có khả năng, đều phải đứng lên, chứ chúng ta cứ ngồi chờ nhau thì cuối cùng có thể một lúc nào đó chúng ta đã, họ nắm được chúng ta, và chúng ta sẽ phải đi trong cái vòng nô lệ đó, thưa quý vị.